Xin chào mọi người, Liveshop xin giới thiệu cho mình sản phẩm đó là máy iPad học tiếng Anh kèm đàn piano. Sản phẩm khi sử dụng, mình chỉ cần gắn vào 3 viên pin tiểu đằng sau máy. Và lật đằng trước sẽ có nút tắt mở. Nhấn vào đây. Sẽ mở lên và chọn chế độ tiếng Anh hoặc là tiếng Việt. Có học tiếng và có đàn. Có nhạc. Ru nhạc cho các bé ngủ.